Vâng. Vâng, hôm nay tiếp tục Lê Tuấn đầu tuần thứ hai. Ngày hôm qua thì em cũng đã lên sóng và chúc các bác máy cày đang theo kênh của Lê Tuấn. Và hôm qua chắc chắn có những bác phải say, đúng không ạ? Trong cuộc vui cũng như đám cưới, đám hỏi hoặc là đám giỗ thì hôm qua rất nhiều. Hôm qua thì Lê Tuấn cũng đã dự đám cưới, cũng say trưa với con cháu. Nhưng hôm nay đầu tuần thì em tiếp tục em lên, có nhiều bác và tiếp tục bảo Lê Tuấn lên quay lại chiếc đầu phô 4.600 đời T6 một cầu đang liền xe luôn các bác nhá, và một dàn chảo, một dàn chảo 6 của A74 rất xịn xòa và rất đẹp, còn mới vành chảo 65 cực kỳ đẹp, chảo 7 các bác nhá, 2, 4, 6, 7, chảo 7 nhưng mà chảo 6 đúng không? Đấy, nhiều khi em cũng không nhìn rõ cho nên là rồi chảo 7. Thì em trước khi em báo giá thì em báo cho các bác là vỏ là 18-430, vỏ đẹp các bác nhé, còn 65%. Nói chung với cái tầm giá em báo luôn cho các bác là 117 triệu. Đấy, xe liền nạc, chủ có mới thay mỡ, thay nhớt tất cả nguyên số cầu và số sới đằng sau là mới thay toàn bộ hết mấy chục lít. Đấy, nhớt và dầu. Đấy, cho các bác. Thứ hai là chủ rất cẩn thận, bởi vì chủ là một những người đã từng mấy chục năm trong nghề máy cày. Đấy, để cho các bác đi sâu vào cái chuyên môn của mình, cũng như các bác đang còn hỏi em là đi chi tiết, thì bây giờ em báo giá xong các bác. Và cái đầu này là đời T6 các bác nhá, đời T6. Đấy, trợ lực tay lái đầy đủ. Vậy, vẫn như ba chiếc xe khác, vẫn màu xanh huyền thoại. Còn khác hay không là do chủ sắp xếp và độ thêm. Thì rồi ok, em mời chủ nhà lên nổ máy, tiết nổ em đầu phua 4.600 có chào 7 115 triệu. Đấy các bạn. Tay lái rất nhẹ nhàng. Đây, tay lái rất nhẹ nhàng các bác nhé. Đang thao tác vận hành máy cho các bác xem. Ok, nâng chào. Hai chào và nâng chào. Đấy, test thử nâng chào tì bên đầy đủ các bác nhé, sới rất đầy đủ luôn nhá, con trọt đầy đủ rồi. Hai chỗ cái này chào bảy dính liền với đít của em 4.600 vỏ đời T6 vỏ 18-430, và tức là đuôi sới đang nguyên si, đang còn ô long zin của em đó các bác nhá. Đây chào bảy thì xin cho. Đấy, vành chào còn 65 phân. Đó, bảy chảo đi kèm theo đầu phô 4.600 đời T6. Xe này lớn, đùi to, máy êm ro. Bây giờ em đi đằng trước dẫn các bác để các bác xem. Đây, 18-430 đó nha. Đấy. Và đây là thương hiệu của em rồi.
Vâng, và tiếp tục em vẫn đang tiết nổ, đúng không ạ? Đầu phô 4600 vẫn đang rung rinh, đúng không ạ? Trục trịch để cho các bác cảm nhận được cái tiếng máy của em phô 4600 đời T6 này. Đó. Trước khi em đang nổ thì các bác cùng em gắm dung nhan của em một chút, đúng không ạ? Rất đẹp, đúng không ạ? Chứng chặt. Trong cái độ chứng chạc của nó có cả độ bên lì. Thứ nhất là về đẳng cấp của 4600 các bác nha. Cái 4600 này có đẳng cấp riêng của nó, rất mãnh liệt, có sự bên lì. Và được nhà sáng tạo và gia đình cũng như chủ cho chúng ta một dàn vỏ. Đấy, coi như là pun luôn. Pun cứ lúi luôn, đó nha. Cực đẹp. Và một chảo 7. Tuyệt vời. Đấy, thì hôm nay em chỉ ở ngoài để em test cho các bác xem dung nhan của em nữa. Thứ hai là về cái dàn chảo. Thì chảo là cực kỳ đẹp. Các bác nhá, dày dặn này. Đấy, dày dặn này, về kỹ thuật làm thì các bác biết rồi. Chảo này là chảo của Pháp hết nhá. Chảo của Pháp, Barranco hết nhá. Margin Barranco. Đấy, chảo, các chảo là đi 27 phân. 25 về chảo 7 mà. Còn nếu như chảo 6 là 28 hoặc 30. Nhưng mà chảo 7 thì nó gần hơn một tí. Đấy, đi nó liền hơn, nó sới đất hơn. Đấy các bác nhá. Và đây là đùi to, chọt sới, có đùi sới đầy đủ. Đấy, chủ nhà rất kỹ lưỡng cho chúng ta. Lúc này em đã test cho các bác rồi. Đấy. Và bây giờ thì cũng không cần điều gì để nói, đèn kèn đầy đủ. Chỉ có mỗi cái mùi các bác nhá. Hôm trước thì không có chảo thì trả 90 triệu. Nhưng hôm nay có chảo thêm nữa các bác nhá, trả 90 triệu chủ không bán, nhưng hôm nay thêm một cái dàn chảo 117 triệu. Đấy, vì quan thứ lượng cho các bác. Đấy, rất đẹp, rất rung mạnh, sự bên lì chạy cảm và tiếng máy rung rinh sụt trực, làm cho chúng ta chỉ là độ đèn đâu, đúng không các bác? Đấy, chỉ toàn có đèn. Rồi, ok, đã xong. Thì lúc này các bác nó đã trải nghiệm qua cái tiếng nổ của đầu phô 4600 và thực hành xem qua video của em, đúng không ạ? Đường nét rõ ràng với những thao tác và máy vừa nổ vừa nhấc lên và dàn trào, thì các bác đã nhìn nhận thấy nó có xứng đáng với 117 triệu. Thì các bác alo cho em 0394 326 198, em dẫn các bác đến gặp chủ và hai bên thương lượng các bác nhá. Các bác chỉ lấy về cày thôi. Đấy, hiện bây giờ chủ nhà rất kỹ, bởi vì chủ nhà cũng có một bao nhiêu năm, mấy chục năm trong nghề, cho nên xe cộ như thế nào là chủ nhà làm cũng như xe của mình. Cho nên các bác riêng mua dàn chảo này và đầu xe này về là các bác chỉ thực hiện, các bác làm, các bác làm một thời gian xong các bác thay vỏ. Và vỏ thì cái vỏ này vẫn đang còn làm thoải mái các bác nhé. Đấy, nhưng nếu như các bác làm trong vòng ví dụ 5-6 tháng các bác có tiền, các bác đắp thêm bộ vỏ mới 28 triệu nữa là ok, ở Nguyễn Định hoặc là coi như là Otini là ok. Đấy, thì tuyệt vời. Đấy, và hôm nay thì đầu tuần em xin kính chúc tất cả các bác trên kênh của Lê Tuấn cũng như các bác máy cày trên mọi miền Tổ quốc thân yêu của em một lời chúc sức khỏe, làm ăn gặp nhiều may mắn và đi ra đường cẩn thận, các bác đừng uống rượu, bởi vì lúc này trên bộ xuống và độ nồng độ cồn rất nhiều. Em cũng khuyên các bác một lời chúc và em xin dừng video tại đây, xin hẹn lại video sau. Xin chân thành cảm ơn.